Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlogs hay quý vị. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị những cái thông tin mà liên quan đến cái vấn đề như là của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì ngày hôm nay đây có một cái nguồn thông tin thì cũng cực kỳ là nóng mà nó liên quan đến cái vụ việc như là của chị Hồng Loan hay cả nhà ha. Thì quý vị cũng biết thì mới nhất đây thì hồi sớm thì chị Ni cũng vừa mới như là tới nhà của chị Hồng Loan ha cả nhà ha, và thậm chí thì chị Ni thì cũng đã có một cái buổi live stream mới nhất là đã nói về cái vấn đề của mình là có đi về Úc hay không, hay là sẽ bàn giao những cái công việc của mình ở lại để cho mọi người giúp đỡ về cho chị Hồng Loan, có thể là chị về khoảng 1-2 tháng gì đó ha cả nhà ha. Nhưng mà ở đây á, là khi mà ngày hôm nay là chị Ni vừa mới tới nhà của chị Hồng Loan đó cả nhà, thì bất ngờ thì chị Ni cùng với chị Hồng Loan cũng đã lên trên cơ quan chức năng để làm việc cả nhà ha. Mình cũng không biết là lên trên đó làm việc về cái vấn đề gì, hay là có thể là đã sẽ làm việc về một cái sự việc. Chắc hẳn quý vị cũng biết trong mấy ngày hôm nay thì hầu như là mẹ con của bà Sáu đã xúc phạm đến chị Hồng Loan cũng rất là nhiều, hay là những cái vấn đề pháp lý như thế nào đó có thể là mình không biết được ha cả nhà ha. Nhưng mà mình thấy chị Ni đến gặp chị Hồng Loan cũng cười cũng rất là tươi ha cả nhà ha. Có thể đây cũng là một tín hiệu cũng rất là vui trong cái vụ việc mà tranh chấp tài sản ha cả nhà ha, hay là trong cái vấn đề quý vị cũng biết mấy ngày hôm nay thì chị Hồng Loan cùng với chị Ni cũng đã lập những cái vi bằng ở một số thành phần ha cả nhà ha. Có thể là tới đây thì những cái thành phần nào mà xúc phạm hay là nói về những cái hình ảnh của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gì đó, những người đó sẽ trả giá cho những việc làm của mình ha. Tại vì mình thấy là chị Ni với chị Loan thì cũng đi lên trên bên ở phía cơ quan chức năng ha cả nhà ha. Có thể là những người này sẽ toan, nhưng quý vị cũng biết á, khoảng 1 đến 2 ngày hôm nay đó đang có rất là nhiều những cái nguồn thông tin thì nó được lan truyền ra ha cả nhà ha. Nó nói về cái vấn đề là của chị Hồng Loan ha cả nhà ha, và thậm chí là liên quan đến là một số những kênh YouTube. Nó nói là ở đây thì những cái kênh YouTube mà ủng hộ cho chị Hồng Loan như là Tam hay là Y Nguyên hay là Bi Thái Tử gì đó, thì những cái kênh này hiện tại là đang bị mẹ con của bà Sáu thưa kiện cũng rất là nhiều ha cả nhà ha. Và thậm chí thì sắp tới đây những anh em đó phải trả giá cho những cái việc làm như thế nào đó. Nhưng mà quý vị cũng biết thì hầu như là những anh em đó thì Hồng Tương chỉ chia sẻ về cái câu chuyện của chị Hồng Loan. Chắc có thể là bên phía mẹ con của bà Sáu đang ganh ghét cái gì đây, tiếp tục là gửi những lá đơn thưa kiện đến những anh em ha. Nhưng mà em sẽ cho quý vị và các bạn mình cùng nghe như là chị Ni sẽ nói về những cái vấn đề và thậm chí là những giải đáp những cái thắc mắc, và thậm chí là coi chị Ni có thật sự là muốn đi về bên Úc hay không ha cả nhà ha. Tại vì có rất là nhiều người đang rất là quan tâm, hy vọng thì chị Ni sẽ ở lại với chị Hồng Loan ha cả nhà ha để giúp đỡ cho chị Hồng Loan. Nhưng mà có thể là vì công việc như thế nào đó thì trong cái đoạn video này sẽ có hết tất cả ha cả nhà ha. Thì trước mắt thì em cũng xin mời cô dì chú bác anh chị em mình cùng nghe chính như là chị Ni sẽ chia sẻ về cái quan điểm và cái vấn đề là chị sẽ ra đi hay ở lại ha cả nhà ha, sẽ rõ trong cái video tới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe để cho mọi người hiểu là tại sao Ni tiếp tục. Cái bữa đó thì Ni cũng buồn, Ni cũng hiểu lầm, cũng buồn. Thì buồn thì buộc phải họp gia đình để Ni giao lại là không được. Ni có nói là thôi bây giờ Ni ra đi, Ni không có kiểu mà thương tức khi dậy sớm với cô em Úc 6 rưỡi xuống đây. Thì Ni cũng có nói là có nghĩa là mọi người hiểu là Ni cũng phải nói lại, buộc Ni phải như vậy. Thì Ni có nói là bây giờ em đi 2 tháng, thì sau 2 tháng thì mọi người có giúp Loan thay thế vị trí của em để mà đồng hành với Loan, giúp Loan những cái về vấn đề pháp lý, rồi những cái vấn đề phụ khác á, cũng phải giúp Loan. Tại vì Loan nó không hoạt ngôn, tới bây giờ cũng vậy nữa, Loan nó không có đủ mạnh mẽ đâu, thật sự nó cũng vẫn còn yếu đuối. Mà trong cái thời gian 6-7 tháng vừa qua đó, Ni không phải là người hoàn hảo cho mọi người. Ni chỉ là một người chị kết lên các đôi lúc. Cái quyết định của Ni là Ni biết cái quyết định của Ni, cho nên Ni không có truyền tải cho em ấy. Mà Ni chỉ nói là đôi lúc có mọi người hiểu là Ni chỉ truyền tải cái mạnh mẽ đó, đôi lúc thì Ni mạnh hơn nó, Ni mạnh mẽ hơn nó. Ni chỉ nói là mày không có được khóc, tại vì đụng chuyện mày khóc là mày không có giải quyết được gì hết. Thì mọi người biết nó hay hỏi Ni là Ni ơi, Sao mi hay quá vậy, mi không khóc. Mi em thấy mi á hả, đụng chuyện gì mi cũng cứ kiểu mi không có than phiền á. Thì đi nói đôi lúc mi than phiền thì nó không đâu được gì đâu, tại vì nó hơi yếu đuối á, thì mi phải truyền tải cái năng lượng cho nó. Chứ còn mi đã trải qua như thế này rồi, mi không có thể nào hơn ai, hoàn hảo hơn ai, nhưng mà chắc chắn một điều là đi phải hoàn hảo hơn cái chính bản thân mình từ trước tới bây giờ. Cho nên hôm bữa giờ Ni không có lên livestream, Ni nói về vấn đề là tại sao Ni là về Úc hả, Ni ở lại Việt Nam hả, thì rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều người hỏi thăm Ni. Thật sự mọi người làm Ni rất là vui. Vui là Ni đã nói rồi, Ni không cần giải thích gì ở đây để mọi người nói là mày, tại vì mỗi cái câu chuyện thì người ta đều là người tốt. Ví dụ như Ni nói về bản thân Ni, Ni không thể nào Ni nói xấu Ni được, đúng không mọi người? Thì thôi gì ta im lặng, ta không nói nhiều thì nói dài nói dai thì nó lại mất hay. Cho nên mọi người hỏi là hôm bữa đó thì cái nắp Ni mọi người biết rồi, Ni không có giả tạo mà lên nó. Ni có những người mà đúng đối tượng mà bằng số thấp, mà cái kiểu như là mình nói người ta hiểu á, thì Ni sẽ đáp trả liền. Cho nên không có phải là Ni lên đây để Ni lấy lòng thương của mọi người, hoặc là Ni đem cái bệnh đau gì Ni lên Ni lấy lòng thương hại của mọi người, không có đâu. Nhưng vấn đề họ lại ghét mình vô cớ như vậy. Bây giờ Ni cũng hiểu ra vấn đề rồi, cho nên Ni đúng là đôi lúc Ni hơi thất vọng. Cho nên là mọi người hiểu là khi mà Ni bàn bạc với gia đình đó, thì Ni có hỏi má Tư, Ni có hỏi anh hai Vũ Linh, Ni có hỏi Bình Tinh. Thì bây giờ tất cả mọi quyền hạn, gọi là dùng cái từ quyền hạn đi, chứ để rồi quyền hạn được làm chị đó. Tại vì bây giờ Loan coi Mi là chị rồi. Hôm bữa Mi có nói với mẹ Tư, Mi có nói với anh chị em, gọi là gia đình của Loan á, có thể cho Mi được làm chị của Loan để bây giờ Mi sát cánh. Thì có những cái mà Loan nó không có hạt ngôn, nó không có kinh nghiệm, nó không có kiểu gọi là kinh nghiệm nhìn người đó. Mi thì Mi cũng không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà chắc chắn một điều là phải do giám sát của rất nhiều người ở trong gia đình để mà gọi là chắc lọc quá. Thì mọi người cũng thông cảm, không phải là chảnh, không phải là khó khăn, không phải là khắc nghiệt lúc này, nhưng mà mọi người trải qua rồi, mọi người cũng biết rồi. Loan nó rất là tin người. Trước đây ví dụ ai đến với nó cũng nghĩ là chị giúp em, chị tốt, thì có những cái nó tâm sự hết, cũng không có gì là phải sợ, nhưng mà nó trải lòng, nó môi mắt ruột gan nó ra, nó tâm sự hết. Thì đùng một phát á, thì người ta phốt nó, hoặc là người ta có cái kiểu mà có dấu hiệu kiểu mày nói với tao, em ơi em nói với chị như vậy, rồi nó lại liên can đến pháp lý, rồi nó lại liên can đến những cái chuyện trong gia đình, nó không hay lắm. Cho nên là có những cái Ni không có chia sẻ, mặc dù là có những cái mọi người có thể thăm với Ni, mọi người có thể chia sẻ chuyện gia đình, chuyện xã hội, nhưng đối với pháp lý của Loan, Ni xin khép lại, Ni xin giữ bí mật, Ni xin giấu kín để Ni với Loan biết thôi, chứ không phải là Ni không có cho ai biết. Em ơi tại sao em không tin chị, tại vì bây giờ thật sự Ni quá sợ hãi rồi mọi người. Ni sợ, Ni cũng phải gặp nhiều trường hợp như vậy, nhiều đối tượng như vậy rồi, nhưng mà bây giờ Ni lướt qua có những chị nói chuyện với Ni thân lắm, nhưng đâu đó tự nhiên bây giờ chị đăng lên cái status á, tự nhiên cảm giác như một như là có vẻ như là bắt đầu chỉ ở mũi dù đầu Ni, giống như là đâm Ni vậy đó. Mọi người có hiểu dùng cái từ là có cái dấu hiệu là sao ta, giống như cái người đã phốt Ni thì chị ấy chị nói chuyện với Ni chị phải hiểu chứ. Thì chị đăng lên chị có kiểu như là có dấu hiệu kiểu như sao ta, không hiểu được cái cảm giác mà Ni nghĩ là trước mặt thì chị thích mình đó, chị cứ nói cô bé ơi, đáng lên như cô bé ơi, nhưng mà cái sách của chị, cái post của chị như cảm giác là, cho nên Ni cái cảm giác là không có, giống như bắt đầu đánh hướng dư luận là cô này thế này, cô này thế nọ vậy đó. Ni không biết cái cảm giác Ni bị loạn cái suy nghĩ á, hay là Ni bị loạn cái suy nghĩ đó mọi người. Cho nên vấn đề là mấy ngày nay là Loan nó cứ nó đã điện thoại cho Ni. Thật sự là lúc mà Ni bàn bạc gia đình đó là Ni đã, mọi người hiểu là Ni đã quyết định Ni rời đi. Cho nên mọi người có thể suy nghĩ là Ni bám víu nó để được cái gì, Ni đâu có giải thích đâu. Nếu ở ngoài nói thì bao nhiêu công kích từ xưa giờ Ni vẫn chịu đựng được. Mọi người dùng cái từ là chịu đựng, tại vì đối với cái nết của Ni, cái tính nết của Ni, Ni không thể nào bình thường mà ra xã hội để người ta giết mình. Nhưng vấn đề ở đây nó là một cái khuôn phép khác trong cuộc đời của Ni là Ni chưa bao giờ Ni va chạm ở mạng xã hội, Ni chưa bao giờ chạm ở cộng đồng mạng tấn công mình như vậy. Cho nên khi Ni mới nói với gia đình là Ni đó buộc phải hợp gia đình, là Ni có nói vừa đó, Ni có nói với má Tư, Ni có nói với anh hai Vũ Linh, Ni có nói với Bình Tinh, Ni nói hết là Ni sẽ ra đi. Rồi Ni chỉ mong là Ni ra đi thì chắc chắn mọi người biết tính Ni rồi, Ni đi thì Ni nói với Loan thôi, nếu chị đi mày hiểu chị là ok rồi, còn vấn đề khác không cần thiết phải lên mạng để phân tích hay là để giải bày cho mọi người hiểu mình. Thì Ni đi thì tất nhiên rồi, trước khi Ni đi chứ không phải là Ni ổng mẹo Ni ra vẻ là mọi người cần tôi không để ra hay là trách hờn trách móc gì hết. Nếu chị nói là Ni nghỉ ngơi 2 tháng rồi có thể ai đó thay thế cho Ni, hoặc là tin tưởng một người nào đó. Tại cái vấn đề này buộc phải tin tưởng, tại vì bây giờ gần đến cuối con đường rồi thì cái người nào mà thay thế Ni phải được sự đồng ý của gia đình, phải được sự tin tưởng. Cho nên là cuối cùng rồi gia đình lại hòa giải với nhau. Rồi anh hai thì anh hiểu hơn, rồi anh hiểu Ni hơn thì Ni hiểu anh hai Vũ Linh hơn. Rồi anh Nguyên Vũ có đó, giữa anh Nguyên Vũ và anh hai Vũ Linh lại hàn gắn với nhau. Có nghĩa là không phải là hàn gắn với nhau mà kiểu như là có những khúc mắc hai anh em không hiểu nhau, thì lúc đó là cùng nhau giải tỏa hết mọi thứ. Và cái điều đó Ni rất là vui. Đó thì tất cả cô dì chú bác anh chị em mình cũng đã vừa mới nghe chính là chị Ni cũng đã chia sẻ về cái vấn đề này hả các nhà ha. Thì rất rõ ràng rồi, muốn đi thì hay ở lại thì có thể là trong đợi chờ đợi ha các nhà ha. Thì tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái vấn đề như là nó liên quan đến cái câu chuyện như là của anh Vũ, thậm chí là chị Ni hay là kể cả Bình Tinh ha các nhà ha. Là nó thật sự thì ở đây mọi người đang rất là yêu quý về cái đội hình này ha các nhà ha. Nó thật sự thì có rất là nhiều người ủng hộ cho những anh chị, nhưng mà không hề quên cái vấn đề như là lên án mẹ con của bà Sáu hay là con Phượng Que ha các nhà ha. Thì ở đây cũng có một cái bài rất là mới ha, mình sẽ chia sẻ đến cho vị trước đi, rồi mình sẽ nói về anh Vũ và chị Ni sau ha. Ở đây là nói về con Phượng Que nha cả nhà ha. Ở đây thì quý vị cũng biết hôm nay á là cái con Phượng Que nó đi qua bên Pháp đó cả nhà, đúng không? Nó đi qua bên đó thì hổng rại quý vị thấy nó đã chụp hình ha, chụp hình livestream hầu như là chơi với những người cũng khá là lớn tuổi ha cả nhà. Không biết là nó có cái ý đồ gì không, chơi với những người lớn tuổi như thế này. Có thể là nó sẽ đồng luôn sở hữu những cái tài sản của người ta, tại người ta cũng hơi là già rồi, hơi là lớn tuổi rồi, chơi chung với người ta một thời gian, ở nhà người ta một thời gian, không chừng là nhỏ lại đồng sở hữu luôn. Tại vì quý vị cũng biết mà, cái tính tình của cái con Phượng Que mình đó thì nó rất là phái ha, nó rất là dễ, rất là muốn đồng sở hữu ha. Ở đây có cái chuyện gì đó, có cái vấn đề gì đó là nó sẽ đồng sở hữu ha. Đây có một cái bài này nói về con Phượng Que cũng rất là hay nha quý vị ha. Chơi với mấy ông bà già chắc có mục đích hết phải không Que? Chấm hỏi tại sao những người trẻ mà nó là không chơi, nó lại phải chọn là những người già chơi? Có phải là nó muốn cái mục đích là đồng sở hữu luôn tài sản người ta không, hay là đồng sở hữu luôn những cái gì đó mà liên quan đến bảo hiểm này, hay là những người già đó cả nhà, phúc lợi của người già đó. Còn Que này ghê lắm nha cả nhà ha. Dụ mấy ông mấy bà mua bảo hiểm triệu đô đợi băng hà qua hợp đồng đám ma. Que nè, ý là người ta nói là có thể là con Phượng Que nó bệnh, nó dụ mọi người mua hợp đồng xong rồi có thể là nó thầu cái đám ma luôn ha cả nhà ha, nó thầu đám ma cho người ta luôn ha. Bên đó chắc không cần sao kê đâu ha, vì chúng nó cho mày là đúng mà, nên không cần sao kê. Nên nhớ ở Việt Nam là phải sao kê nha Que, đâu có ăn vọng tiền phúng điếu nhà người ta mà dễ dàng như vậy ha, đâu nha mày. Đó là sự mọi người người ta đưa ra một cái mức đoán ha. Mọi người thử đoán thôi, đợt này mẹ con của bà Sáu thì nó sẽ đi là bao lâu ha cái này ha. Thật sự có thể là đợt này thì mẹ con của bà Sáu đi cũng thể rất là lâu hay rất là xa nha cái này ha. Tại vì quý vị cũng biết rồi, cái câu chuyện mà nếu mà ăn chặn ăn trọn và ăn chiếm luôn tiền phúng điếu như thế nào đó thì quý vị cũng biết đó, lừa gạt và chiếm đoạt tài sản thì không thể nào mà thoát được ha. Tại mình thấy hôm nay nó nói nó đi vào bên Pháp, nó lưu diễn, nó đi hát đi hò gì đó đúng không cả nhà. Nhưng mà vì thấy nó toàn đi chơi đi chụp hình không à, có phải là nó cố gắng nó đi bệnh nó lẩn tránh, nó trốn tránh để làm sao mà nó có thể là nó không sao kê rõ ràng không cả nhà. Nó rất rõ ràng như vậy ở tại vì người ta bị cái vấn đề lùm xùm như thế này, người ta sẽ cố gắng làm sao để giải quyết những cái thắc mắc của mình. Nhưng mà đi vào bên đó nó ăn chơi các thứ các kiểu, rồi nó chụp hình, thậm chí là nó muốn đồng sở hữu luôn ha, đồng sở hữu những người già ở bên đó luôn. Ghê ghê ha. Ở bên đó chắc người ta không có, người ta tin tưởng nó cả nhà, có rất là nhiều người ở bên đó người ta tin tưởng nó ha, tin tưởng nó là đúng đắn hay là các thứ các kiểu gì đó. Nhưng mà từ từ thôi ha, từ từ thì cái bộ mặt thật của nó cũng sẽ lồi ra cho mọi người biết thôi. Rồi cái thông tin tiếp theo thì mình cũng muốn nói về cái vấn đề mà liên quan đến anh Nguyên Vũ và chị Ni và cái Loan, cái Bình Tinh ha. Thậm chí là có rất là nhiều người người ta yêu quý và người ta viết những cái bài mà ủng hộ cho nhiều anh em ha cả nhà ha. Đây thì anh Nguyên Vũ, Ni và bé Loan, kể cả Bình Tinh, là tôi tin chắc đội hình này là luôn vững bền, vì ở bốn người này đều có điểm chung là trọng tình, trọng nghĩa, không tham, không trọng vật chất, không xem đồng tiền bự như bánh xe bò, không chùm sò. Tánh đó giống tôi nói thiệt chứ tôi không hề bỏ rồ cho bản thân. Vì như vậy nên có khi tôi linh bình luận mời vô nhóm, tôi thấy nhóm tôi gu tôi nên tôi mới ok nhóm. Tôi thì luôn ủng hộ cho lẽ phải, ủng hộ cho những người sống tình nghĩa, xem nhẹ nhàng vật chất, nên tôi mới ủng hộ anh Nguyên Vũ, Ni và bé Loan. Kể cả Bình Tinh, tôi tâm phục khẩu phục và yêu quý tấm lòng, luôn biết cho đi mà không cần nhận lại, không cần bao giờ kể ơn, không bao giờ kể công sức, và khâm phục chân quý là sự bao dung, vị tha đẳng cấp, tinh tế, chu đáo, tốt bụng, đạo đức và nhẫn nhịn rất là giỏi, điềm đạm, tư duy, logic, thông minh. Đặc biệt là sự hiếu thảo của anh Nguyên Vũ, Minh Thái, Ni, Bình Tinh, tôi khâm phục vô cùng. Bé Loan thì giống cha ruột là chú Vũ Linh, giống ở những điểm là thương người, hào phóng, không trọng vật chất, lương thiện, bình dân, sống bất khuất, nên hợp tánh anh Nguyên Vũ, Ni, Bình Tinh, nên bé Loan mới được anh Nguyên Vũ, Ni, Bình Tinh thương và giúp đỡ, bảo vệ hết lòng, và được cộng đồng mạng nhiều người ủng hộ như vậy. Tôi yêu nhạc chứ không yêu cải lương, chỉ là tôi thấy việc bắt mình thì tôi lên tiếng và ủng hộ lẽ phải. Tôi vẫn còn nóng tính nhưng sợ nóng tính của tôi không hồ đồ như hai con hoa hậu kia và những khứa anh nuôi chùm sò vô tâm kia. Tôi cũng luôn chúc và thầm ngưỡng mộ những cặp đôi uyên ương, những bằng hữu hạng bè và những người khắp mọi thế gian ở giới yêu nhau hoặc được kết bạn với nhau chỉ vì tình yêu chân thành, tình nghĩa bạn bè chân thành với nhau mà không bất cứ lợi vụ nào nhé. Vì khi chân thành, trọng tình, trọng nghĩa, những vật chất luôn tôn trọng nhau, mọi tình cảm luôn vững bền. Tôi thì chưa có phước để đập duyên lành nên chưa có bạn bè để tái hợp. Thật sự thì ở đây người ta viết về một cái bài mà nói thật sự là nói về mọi người ha, là đang ủng hộ cho anh Nguyên Vũ, thậm chí là chị Ni hay là chị Hồng Loan nha, chị Bình Tinh luôn, rất là nhiều người nha. Em nói thật sự như vậy ở đây thì hầu như có rất là nhiều những vị khán giả khi mà mình tham gia vào cái drama này đã luôn luôn ủng hộ cho chị Hồng Loan, anh Vũ rất là nhiều. Nhưng mà ở bên cái khía cạnh đó thì nó lại xuất hiện ha, nó lại có một số những thành phần như là xuất hiện lên để công kích nè, để chửi đũa nè. Thậm chí là bây giờ quý vị cũng thấy là nội bộ thì chỉ có một số những cái phe phái ha, phe phái đã được chia rẽ ra. Thì nó thật sự thì những người đó thì cũng xuất phát từ có thể là từ bên phía như là mẹ con của bà Sáu ha cả nhà ha, cố gắng chia rẽ nội bộ. Nhưng quý vị cũng thấy rồi, thì hy vọng thì ngày hôm nay thì cái buổi làm việc với bên phía cơ quan chức năng, khi mà chị Ni lên đó làm việc đó cả nhà, chắc chắn thì những người đó cũng ai mà có liên quan đến cái vấn đề gì đó hay là chửi chú nè, xúc phạm chú gì nè, tại vì quý vị cũng biết thì chị Hồng Loan chưa hề muốn bỏ qua cái chuyện này, và thậm chí là chưa hề muốn dừng cái sự việc này lại, và thậm chí là muốn làm sáng tỏ cái sự việc này để cho mẹ con của bà Sáu phải trả giá cho việc làm ha. Tại vì hôm nay quý vị cũng thấy mẹ con bà Sáu thì với ông Bảy, với mấy những người đó tự nhiên nó mất tích ra cái nhà ha, nó mất tích một cách rất là bí ẩn. Mình cũng không hiểu tại sao mà những người đó là mất tích một cách rất là đột ngột ha. Nghe nói thì mình nghe nói một hổm thì nghỉ 2 ngày đó cả nhà, nghe nói nghỉ 2 ngày như thế nào đó, nhưng mà bây giờ thì cái thời gian 2-3 ngày nó cũng qua rồi ha. Nhưng mà cũng vẫn không thấy mẹ con của bà Sáu đi bán bún bò ha, không biết là có bị cái gì không, bị ai rình gặp hay là bị gì không. 21 đổ thừa bị đau bụng nhức đầu gì à, đổ thừa chị Hồng Loan nữa nha, cho em có chơi đổ thừa à. Hôm nay thì thấy thằng con rể bắt tài lợi dụng hay là rất là nhiều người lên công kích vào những cái vụ bàn thờ cũng rất là dữ dằn ha. Cái chuyện mà hay bàn ông thổ địa thôi mà làm lum xum cả nước đó nha, ghê thiệt chứ. Những người này em nói thật sự là hay thiệt. Cái chuyện rất là đơn giản thôi, mà những cái bọn này nó làm như là ở chuyện kinh thiên động địa, như là cắt nhà mới hay đập nhà bỏ gì đó nha, rất là dữ dằn nhưng mà không có tác dụng gì chứ á. Sự thật thì nó vẫn là sự thật. Ở đây thì mọi người đang ủng hộ chị Hồng Loan và thậm chí là mọi người trông chờ vào những cái kết quả từ phía như là bên cơ quan chức năng cũng sẽ công bố những cái vấn đề ai là người thừa hưởng hợp pháp rồi cả nhà. Nhưng mà cái vấn đề đó chắc chắn là sẽ Tết nha, mới qua Tết nha cả nhà, thì qua Tết mới xét xử cái sự việc đó nha. Nhưng mà ở đây thì mọi người hy vọng như là chị Ni có thể là cố gắng ở lại như là giúp đỡ cho chị Hồng Loan ha. Tại vì cũng thấy mấy ngày hôm nay chị Ni bị tấn công rất là nhiều, nhiều người nói chị Ni đến với chị Hồng Loan là có mục đích, thậm chí là không có ai mà rảnh rỗi mà đến với một người nào đó mà 24/24 ha. Tại vì những người đó thì bụng dạ thì nó đã xấu rồi, đúng không nhà? Bụng dạ đó thì bụng ta sai si là bệnh mình đó. Nên là sự những người đó tốt lành gì đâu đó, cứ suy nghĩ thì ai cũng xấu như mình thôi đó. Thì nói chung thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho cô dì chú bác anh chị em thì cũng có bấy nhiêu thôi. Quý vị và các bạn có xem thì cũng nhớ cho em những cái like và những cái chia sẻ cho cả nhà. Thôi thì em cũng xin như là kết thúc cái video ở đây. Em xin chào và bye bye.